Anh em Sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay anh em nhà Sàn Tây Nguyên sẽ hướng dẫn cho các cô các bạn cách đặt đá thạch anh ở trong phòng khách như thế nào. Và hôm nay mời các cô các bạn hãy xem video cùng anh em ở Sàn về cách đặt đá thạch ở trong phòng khách để trấn thạch làm cho ngôi nhà thêm vượng khí như thế nào. Hôm nay anh em nhà Sàn xin review một ngôi nhà của một gia chủ rất yêu thích đá, chơi đá phong thủy và sử dụng đá phong thủy để trấn thạch cho ngôi nhà của mình. Trước mắt các bạn đây, các bạn nhìn thấy đây là một phòng khách chung cư thôi, nhưng được gia chủ thiết kế và thi công khá đẹp. Như các bạn nhìn thấy đây là một kệ rượu được gia chủ sử dụng đá thạch anh, đá thạch anh làm kệ rượu vừa trấn thạch vừa tạo ra năng lượng dương. Sau kệ rượu là một quả cầu đá phong thủy các bạn nhé, quả cầu đá thủy màu hồng. Và đây cũng là một kệ rượu làm từ quậy đá thạch nguyên khối các cô bác này. Tiếp theo là một hũ được đựng đá thạch anh vụn ngũ sắc đánh bóng các bạn, gồm hồng và tím. Và đây là một trụ đá thanh tinh thể các bạn này. Tiếp theo như các bạn nhìn thấy là một trụ đá thạch anh hồng khá đẹp được gia chủ để ở một góc để ghế co. Anh em sẽ đứng xa để các bạn nhìn thấy. Đây, các bạn nhìn thấy khá đẹp nhỉ. Còn đây là một tủ giày các bạn này. Khi bước từ ngoài vào thì thêm một cái biển nhà là nơi để về, và có gia chủ sử dụng chai đá ngũ sắc và một trụ đá thanh nhỏ nhỏ ngay vị trí tủ giày. Các bạn đứng ra xa nhìn thấy tủ giày. Trong nhà vệ sinh gia chủ sử dụng một cái lavabo bằng đá thanh nguyên khối màu hồng khá đẹp các bạn ạ. Càng sử dụng càng sáng bóng màu hồng các bạn nhé. Là từ cục đá thanh nguyên khối làm ra các bạn ạ. Đây, khi đòi soi pin và cực kỳ sáng các bạn ạ.